Dạ rồi, em Tuấn Euro Sài Gòn xin kính chào anh em. Hôm nay em về được được ba con đề nông, và bao gồm một con đề nông BMA 930 và một con 940, một con màu đen và một con màu trắng ha. Còn một con 2025 mã. Để bên trong kia em chưa có vệ sinh. Thì em đã vệ sinh xong hai con này, em bóp clip cho anh em tham khảo ha. Thì đối với BMA 930 này thì nó có công suất tiêu thụ điện là 156W ha, 156W, và công suất thực là lo cho 8 ohm là 70W, một kênh 8 ohm rất là lớn rồi anh em ha. Nó công suất tiêu thụ điện chỉ có 156W thôi, nhưng mà công suất ra lo nó bằng những cái con 1500R25 mã ha. Con này rất là mạnh ha, rất là mạnh, dư sức để đánh những cái cặp 25 và 30, và anh em chơi những cái cặp box sale chẳng hạn như những cái cặp Liverpool này. Thì Liverpool em cũng về được 4-5 cặp, em đang làm phiền ha. Đó, thì chúng ta phù hợp chơi những cái cặp này trong cái tầm tiền là kiểu 6,8 triệu bao ship anh em ha. Những cái con này chơi rất là hay. Thì con này thiết kế với phần mặt mũi là mặt phay nhôm trắng rất là đẹp ha. BMA 930 đây, phay nhôm trắng rất là đẹp. Thì ngược lại với con 940 thì nó cũng có hai phiên bản, một phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen ha. Màu đen là nhìn rất là quyền bí. Thì hai con về hiện trạng là đẹp keng và xin như bản tuyệt đối anh em ha. Đấy, thì đối với những cái dòng đề nông này chúng ta hãy đánh tốt nhiều dòng lo 25-30 và những cái đôi bô để chúng ta chơi rất là tuyệt vời. Đây, hiện trạng là rất là mới nè. Phần phía sau này nè, đánh hai cầu lo AB. Thông số đây, BMA 930 và số seri nè. 497 ha. 156W là công suất tiêu thụ điện, đây là rất chân rất cắm đầu vào. Đấy, nó công suất tiêu thụ điện chỉ 156W thôi, nhưng công suất ra rất là lớn, và con này đánh bách rất là lực và cực kỳ căng luôn. Nè, những bơ mạch bên trong này nè, rất là mới ha. Đấy, kiểu này sử dụng 4 sa can, 4 con thôi nhưng mà rất là mạnh. Đấy, trong phun nguồn. Đó, tổng thể là rất là đẹp luôn. Thì con này trong 6,8 triệu là phải nói là những cái con âm ly, ví dụ như Sensui, những cái con mà tầm 200W 200W lên là không có vé gì với cái em đề nông này cả ha. Thì này biết cho em đề nông này rất là mạnh, rất là uy lực. Đấy, và giá này con này là 6,8 triệu anh em ha, đầy đủ cổng ăn chơi, bát chép, lunet, ba lăng, đầy đủ hết. Đấy rồi, qua một con 940 nè, cực kỳ đẹp luôn, thiết kế với mặt phay nhôm đen trước ha. Thì đối với 940 này nó có hai phiên bản màu đen và màu trắng, và nó có phiên bản là 940V. 940V thì màu đen không, V là viết tắt của chữ video anh em, là nó thêm có cái ngõ video, khi xưa người ta còn xài VCD rồi đó. Thì con này nó có công suất là 205W, cũng như trang con 940V thôi. Nhưng mà con này nó giá thì thành này nó rẻ, dễ chơi hơn, giá cả thì như 940V thôi, có thể thua một chút xíu ha, nên giá nó có thể chênh lệch là tới cũng vài triệu anh em, 5-6 triệu đó. Đấy, con phun nguồn nè rất là to nè, đó có lầu hai bên và hai tủ lục nguồn rất là to luôn. Đấy, những qua mặt này rất là sạch sẽ ha, đầy đủ các cổng ăn chơi hết, trắng phao nõn nà luôn, nắp lưng màu đen bên đó ha, còn con này nắp lưng màu xám, em nãy em rửa cho sạch. Đây, thằng vắt này đẹp long lanh hết, rất là mới này. Con này với giá là 10,8 triệu ha. Con này có seri là 1102 ha, 205W, công suất thật là lo cho 80 là 105W, rất là lớn. Con này đánh bô và đánh những cái dòng lo Nhật 30-40 đánh rất là tuyệt vời luôn, rất là hay. Đấy, hỏi ngắn xinh xắn này thôi, và đánh 4 con Saken hay vít dưới đây nè. Đây, đây giờ thấy đây là một con nè, đây hai con nè, và ba con, ở bên này là 4 con đó. Đến khu là mới chát hết từng con ốc ha. Rồi, giá con này là 10,8 triệu. Mấy cái con này ăn đứt những cái con 1500 25 mã xa luôn. Đấy, chứ làm rất là hay. Và em cũng về tiếp
bên em cũng còn nữa mà em chưa vệ sinh kịp. Đây là một con sen xui 707 Decat nè, sen xui 507 RNA nè, bao 5 Onkyo 509M nè, 1650G nè, âm ly 1090G ha, bao 10 bao Onkyo 509. Thì em về hai con, phía trên nó một con. Và sau vệ sinh là em up clip cho anh em sau. Và con bô này cũng đã vệ sinh xong nè. Bô 1008 hay là mã cực kỳ hiếm ha. Rất là dày và rất là nặng, size 48 và cao lên là 19, sâu vào 37 cả phần quay ha. Và con này nó chạy 24 con sò Saken ha. 24 con sò sắt Saken. Tản nhiệt phía trên rất là gấu. Anh em muốn coi nội thất cái đồ là phải dỡ hai cái dĩ mạch này lên. Mở phần bình hông ra, nó rất là rầm rà. Thì con này em có nãy vệ sinh có chụp ảnh Zalo rồi. Anh em nào quan tâm thì có thể kết bạn Zalo em mình gửi ảnh chi tiết. Và con này nó không có ghi công suất nguồn. Đó. Nó chỉ hiển thị công suất ra lo thôi anh em ha. Công suất ra lo nè. 280W trên kênh 8 ohm và 425W trên kênh 4 ohm ha. Đánh một cặp lo lên em ha. Đây là quạt tản nhiệt. Đấy. Điện 100V ha. Con này thiết kế rất là đẹp. Con này rất là hiếm ha. Cực kỳ hiếm luôn. Mặt mũi nó đẹp tuyệt vời. Rồi giá con này là 22.500 anh em ha. Con này nặng khủng khiếp luôn. Con này nó đánh hai nguồn xuyến rất là to và bốn tụ lực nguồn ha. Mỗi bên đây là một nguồn xuyến và hai tụ lực nguồn. Bên đây là một nguồn xuyến và hai tụ lực nguồn. Nó đánh như cái kiểu giống như là mỗi một vế riêng biệt vậy này. Dòng rất là hay, rất là uy lực ha. Con này mà nếu mà tính công suất nguồn còn chỉ 15A là nó có thể lên đến khoảng hơn 1000W ha. Đấy, còn công suất thật lo gì cho lo 8 ohm là 285W. Công suất ra lo mạnh hơn ngay cả rồ 5 nữa. Rồ 5 chỉ có 250W một kênh 8 ohm thôi. Đấy, hình thức là vậy. Con này là 22.500 anh em ha. Con này là siêu hiếm luôn. Rất là nặng ha, nặng tầm 30kg. Nặng khủng khiếp luôn. Rồi, em sẽ test cho anh em nghe đoạn nhạc từ âm ly đề đông 930 nè ha. Qua một cặp loa Electro Voice. Rồi. Đây là em chưa bật lunet ha. Chép nè. Rất là tơi. Bass nè. Đánh như súp vậy nè, em bật lunet nè. Đánh là phải nói rất là căng ha. Tiếng con này trong cái tầm giá 6.8 phải nói là rất là hay, rất là đáng chơi nè ha. Mặt mũi đẹp keng không một vết trầy, cực kỳ đẹp luôn. Rồi giá 6.8 bao ship và âm ly đề nông 940 là 10.8 anh em ha. Và cái bao bô 1.8 hay là mã giờ có giá là 22.500 bao ship toàn quốc. Rồi em xin kính chào anh em.